Rồi, xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay là ngày thứ hai ở đây. Hôm nay là hái 2 ngày không kịp rồi mọi người, chắc là phải hái là 4 đến 4 5 ngày. Nhưng mà thứ hai thì mình phải trở về dưới, mình làm hồ rồi về dưới Đồng Nai mọi người. Thì hôm nay đây là ngày chủ nhật, mình sẽ hái bắp một ngày nữa với bố bắp để hỗ trợ bố bắp. Rồi sau đó mình trở về với đất Đồng Nai để mình tiếp tục công việc phụ hồ của mình nha mọi người. Thì ngày hôm nay thì mình cũng chia sẻ cho mọi người là mình nói chung là hái được nhiều hái chứ không chứ không không có nói là hái hết nổi đâu mọi người ơi. Thì khi mà hôm nay thì hái bắp xong về thì mình sẽ mang một ít bắp mình mang về dưới nhà để một phần á. Một phần bắp thì mình sẽ để nhà mình ăn mọi người. Một phần bắp nữa thì mình sẽ mang ra ngoài chợ mình đổi lấy gạo. Thì nên là em đi xong rồi, xong chia lúa ra mà hái mọi người. Nè các bạn xem này, cái bắp to quá trời luôn các bạn. Nè để mình mở nó cho các bạn xem nha. Nhìn nè, đấy cơm rất là mềm mà các bạn, hòa hạt bắp nó đều luôn các bạn. Ơi được mùa rồi nha, được mùa rồi nha. Nè các bạn xem mà to ghê chưa. Này nữa nè các bạn nhìn nè, ở chỗ này nó có mấy cái hạt màu vàng vàng các bạn nhìn tếu không, là do cái nhị đực của cái cây bắp vàng các bạn, nó bay qua đây nó đậu với cái nhị cái, đâm ra là có những cái hạt màu vàng vàng nhỏ nhỏ ở trong như thế này nè. Đó rồi hái luôn nha các bạn. Đó đây, mê chưa hả? Một quả này mà luộc là ăn sáng đi làm là coi như là ok luôn, no tới trưa luôn hả? Các bạn nhìn đã chưa ha, ngon ha các bạn ha. Hôm nay á hái bên cái nhánh này á thì nó cho ra bắp trắng, mình cũng không biết luôn, nghe bác nói mình mới biết. Đây là cả nhà, đây bắp trắng nha cả nhà. Bắp trắng cả nhà. Bây giờ em sẽ ăn thử coi nó làm sao, ngọt lắm, rất là ngọt luôn á, ngọt lắm cả nhà ơi. Cái nhà này ngọt lắm luôn á. Cái nước nó rất là ngọt cả nhà, rau bắp nhiều quá. Ở đây giờ nhiều lắm ăn không hết đâu. Thôi đi hái bắp tiếp nha cả nhà ơi. Thank you.
đã lên được xe buýt rồi.